Akasus có thể nêm video review Acetone 135 lắp đặt đèn chiếu sáng phụ trợ L550W ở vị trí phụ trước. Đây là toàn bộ đèn cùng với bát nhôm CNC bắt đèn dính lên phụ trước. So với L4 30W thì đây là L5 50W cho độ sáng vượt trội hơn hẳn so với L4. Với đèn trên xe thực hiện hai chức năng on off công tắc LED. Khi bạn bật công tắc LED, đèn trên công tắc LED sáng thì lúc đó đèn sáng và công tắc backlight đá đèn. Đây công tắc backlight đá đèn. Backlight. Đây là chức năng backlight đá đèn sinh vượt. Đây là độ sáng của anh là 5. Công tắc LED dùng để on off L5. Khi đèn lắp đặt lên xe có thể canh cao, canh thấp, canh trái, canh phải tùy theo cầu khi lắp đặt. Bát xin thì mới đá đèn. Đá đèn. Kế đến là phần đờ mi LED Audi LED Olof kết hợp xi nhan hiệu ứng chạy Audi A8 216. Đây là toàn bộ sản phẩm khi chưa lên đèn. Bật xi nhan. Khi các bạn bật xi nhan thực hiện hiệu ứng chạy quét chạy theo Audi A8 216, màu sắc LED ở chế độ đờ mi và xi nhan cũng có thể tùy chọn, họa tiết và số lượng LED Olof cũng có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Tắt xi nhan, bật xi nhan bên này. Tốc độ chạy có thể tùy chỉnh theo cầu khi lắp đặt sản phẩm lên xe. Tắt xi nhan, mở đờ mi. Đây là chế độ đờ mi màu trắng. Lấy là đèn màu trắng kết hợp lấy lắp màu đỏ. Họa tiết LED và màu sắc LED Audi và LED lắp có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt ở chế độ đờ mi và xi nhan. Bây giờ sẽ thực hiện chế độ đờ mi kết hợp xi nhan. Bật xi nhan. Khi các bạn bật xi nhan tự động chuyển đổi giữa đờ mi và xi nhan, tắt màu chế độ đèn đờ mi và đổi sang màu xi nhan và thực hiện hiệu ứng chạy trên Audi A8 216. Lưu ý là tốc độ chạy có thể tùy chỉnh và cái hướng chạy cũng có thể tùy chỉnh theo cầu khi lắp đặt lên sản phẩm. Khi bật xi nhan bên nào bên đó thực hiện chức năng xi nhan với hiệu ứng chạy, bên còn lại vẫn thực hiện cái chế độ đèn đờ mi. Đây bên đây là chế độ đèn đờ mi ban đầu, bên còn lại vẫn thực hiện xi nhan. Khi các bạn tắt xi nhan tự động trả vào chế độ đờ mi. Bật xi nhan bên này. Đây là hiệu ứng LED Audi LED Olof đờ mi xi nhan, hiệu ứng chạy Audi A8 216. Tắt xi nhan, tất cả hoàn toàn tự động. Khi các bạn tắt xi nhan tự động trả về chế độ đờ mi ban đầu. Họa tiết và màu sắc LED có thể tùy chọn. Tắt đờ mi. Khi đây ban ngày các bạn bật xi nhan vẫn thực hiện hiệu ứng chạy ban đầu. Bật xi nhan. Đây là chế độ ban ngày bật xi nhan. Bật xi nhan này. Tốc độ chạy và chiều hướng chạy có thể tùy chọn theo cầu. Tắt xi nhan. Video review Exciter 135 lắp đặt đèn chiếu sáng phụ trợ L550W ở vị trí phụ trước cho độ sáng vượt trội hơn hẳn so với L4 30W. L5 khi lên xe kết hợp với bát nhôm CNC, hai chức năng on off bằng công tắc LED và bát xin dùng để đá đèn sinh vượt, kết hợp đờ mi xi nhan LED Audi LED Olof, hiệu ứng chạy Audi A8 216 khi xi nhan, màu sắc
và quả tiết có thể tùy chọn theo cầu. Tốc độ và chiều chạy cũng có thể tùy chọn. Sẽ mạnh từ thiện bên AK Shop.